Xin chào toàn thể anh em đội bóng thân thương, chúng ta lại gặp nhau trên cả bóng đá. Và video này chúng ta nói về một người đàn ông rất đặc biệt. Trong những video trước đây thì tụi mình cũng đã làm về những cái người đàn ông đứng đằng sau sân cỏ cũng rất đặc biệt, ví dụ như là Silvio Mino Raiola hay là Jorge Mendes. Nhưng mà ngày hôm nay, lần đầu tiên trên cả bóng đá chúng ta nói về một nhà báo. Đây là một phóng viên kỳ cựu và kinh nghiệm của kênh Sky Italia. Thật ra là ông đã nổi tiếng khá nhiều trước đây ở cái mặt truyền thông quốc tế. Tuy nhiên ở Việt Nam, những mùa bóng gần đây thì họ mới thực sự biết đến cái tên này. Nếu mà là những người đàn ông như chúng ta thì nghe qua cái tên thì chúng ta lại càng thấy quen hơn nữa. Bởi vì có một cái thời mà dầu gội đầu X-Men và hay cả Romano là những cái hãng dầu gội đầu mà luôn được các anh em chúng ta tin dùng, bởi vì nó rất là dễ nhớ tên. Và người đàn ông này cũng có một cái tên rất dễ nhớ, đó là Fabrizio Romano. Một cái tên cũng rất đàn ông và đậm chất Ý, đúng không? Cái cột mốc mà khiến cho Fabrizio Romano trở nên nổi tiếng đó là khi ông viết một cái bài tweet dự đoán về việc Hakim Ziyech có chuyển đến Chelsea hay không. Lúc này thì Ziyech vẫn còn thi đấu trong màu áo của Ajax. Và cuối bài tweet thì nhà báo nước Ý, người Ý có để một cái dòng đó là "Here we go". Từ đó, những cái thương vụ mà người ta lấn cấn không biết là đi hay ở, đi hay không đi, thì Fabrizio Romano đều là người sẽ xác nhận, và mọi nguồn tin từ nhà báo của Sky Italia gần như là hoàn toàn chính xác. Và cũng kể từ đó, cái cụm từ "Here we go" nó gắn liền với Fabrizio Romano và những thông tin chuyển nhượng. Và cho đến khi mùa hè năm nay, việc Lionel Messi đi hay ở lại Barcelona, có đến Man City hay PSG, thì tên tuổi của Fabrizio Romano lại càng trở nên hot hơn bao giờ hết. Và cũng chính ông là người đã khẳng định việc Donny van de Beek chuyển đến Man United từ Ajax sớm nhất trên thị trường chuyển nhượng. Thậm chí là ông là cái người mà đưa tin đầu tiên trong giới những cái giới thạo tin ở nước ngoài về việc chuyển nhượng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những điều đặc biệt mà có thể bạn chưa biết về người đàn ông có tên rất là giàu gội đầu và rất là thơm này, Romano. Dịch Covid-19 đã và đang gây ra những hậu quả rất nặng nề lên tình hình tài chính của các câu lạc bộ trên khắp thế giới, và các đội bóng lớn ở châu Âu cũng không phải ngoại lệ. Những cái tên sừng sỏ như Manchester United, Real Madrid, Barcelona hay kể cả nhà đương kim vô địch Champions League Bayern Munich cũng không thể mạnh tay chi tiền để bổ sung lực lượng như cách mà họ đã từng làm. Mặc dù vậy, thị trường chuyển nhượng đầu mùa giải mới vẫn đang diễn ra một cách vô cùng sôi động. Chelsea giờ hầu như không phải bỏ ra bất kỳ đồng nào ở hai kỳ chuyển nhượng gần nhất. Họ đã hoàn tất việc chiêu mộ những tài năng sáng giá nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Nổi bật nhất trong số đó là Hakim Ziyech, Kai Havertz và Timo Werner. Chúng ta, những người hâm mộ bóng đá không thường xuyên theo dõi từng động thái trên thị trường chuyển nhượng, sẽ chỉ biết đến những thương vụ trên khi mà các cầu thủ đã chính thức cầm áo của những câu lạc bộ mới. Nhưng đối với những nhà báo chuyên đưa tin về chuyển nhượng, họ theo rất sát những thương vụ mua sắm từng chút một, và bất kỳ thông tin nào liên quan đến mức giá, thời hạn hợp đồng đều sẽ được họ liên tục cập nhật một cách nhanh nhất có thể. Trong giới thạo tin này có không ít những cái tên uy tín, nhưng để chọn ra một người đáng tin cậy nhất, người mà khi đưa tin thì chắc chắn 99,99% thương vụ đó sẽ diễn ra, nhà báo chuyên đưa tin với cái tên chuyển nhượng mà chúng ta hay gọi với cái tên là dầu gội đầu, nhà báo với câu nói "Here we go" đã trở thành thương hiệu, và không ai khác đó là Fabrizio Romano, ông vua trong giới đưa tin chuyển nhượng. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà các bạn đặt ra, Fabrizio Romano là ai? Các bạn sẽ lên ngay Google để gõ tên của ông, đúng không? Và dĩ nhiên các bạn sẽ không thể nào tìm được bất kỳ thông tin nào của ông, kể cả ngày tháng năm sinh, tình trạng hôn nhân, đang làm việc ở đâu và quá khứ là ông làm gì. Chắc chắn sẽ không ai biết, bởi vì trên Wikipedia khi mà bạn search ra Fabrizio Romano, nó lại ra thông tin của một diễn viên người Ý khác, chứ không phải là phóng viên của Sky Italia. Dù vậy, ngày 21 tháng 2 được cho là ngày sinh của Romano, bởi anh đã điền thông tin này vào một ngày tháng năm sinh của mình trên Twitter cá nhân. Theo một vài nguồn tin chưa được xác minh, ông trùm chuyển nhượng trong giới báo chí của chúng ta khoảng 35 đến 38 tuổi, độ tuổi còn khá trẻ với một nhà báo có nhiều uy tín trên thị trường chuyển nhượng. Fabrizio Romano sinh ra tại Milan và anh làm việc ở thành phố này cho đến thời điểm hiện tại. Bên cạnh việc đưa tin chuyển nhượng trên Twitter cá nhân, Romano còn hợp tác với rất nhiều tờ báo uy tín hàng đầu thế giới như Sky hay The Guardian. Anh là một trong những nhà báo uy tín, nếu không muốn nói là uy tín nhất thế giới, khi đề cập đến việc mua sắm của các cầu thủ thuộc năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Câu hỏi tiếp theo trong video này tụi mình đặt ra là vì sao mà Fabrizio Romano lại nổi tiếng đến như vậy? Ok, đây là câu trả lời. Không giống với Q&A của mình, các bạn hỏi ở phía dưới, mình lập tức trả lời, nhưng đa số các bạn biết dự đoán của mình ở đó. 100%
nó đi ngược với Fabrizio Romano đúng không? Đó, cho nên là với những cái nhà báo đưa tin chuyển nhượng ở nước ngoài á, thì khi mà họ nắm được một cái thông tin chuyển nhượng, họ sẽ ngay lập tức họ tap nó lên laptop, sau đó họ sẽ gửi cả một cái bài báo đó cho những cái tờ báo mà mình đang làm việc. Thì mặc kệ nó, người ta muốn đăng vào giờ nào người ta đăng, người ta muốn đăng sao người ta đăng, khán giả đọc thì không đọc thì tùy. Còn đối với Fabrizio Romano á, thì những cái thông tin chuyển nhượng mà hot nhất á, đều được anh đưa lên trên Twitter cá nhân của mình. Và có một điều đặc biệt là khi những khán giả vào comment ở cái bài tweet đó của Romano á, thì anh trả lời rất là nhiệt tình. Và thậm chí là nếu như bạn thắc mắc về anh này có đi đâu không, anh này anh đi đâu, người này đi đâu, thì Fabrizio sẵn sàng trả lời và đáp ứng đến hàng ngàn những cái câu hỏi của người hâm mộ trên Twitter của mình. Và trong những cái lần trả lời comment đó thì nhiều lúc Fabrizio Romano cũng đã hé lộ những cái thông tin chuyển nhượng mà cái độ chính xác của nó gần như là lên đến hơn 80%. Có vô số những hình ảnh Romano trả lời người hâm mộ trên Twitter, đặc biệt là những người hâm mộ Chelsea trong thời gian gần đây, khi mà họ hỏi rất nhiều về thương vụ Kai Havertz, biết đâu được tài khoản Twitter của bạn sẽ xuất hiện ở một trong số những tấm hình đó. Hiện tại, Mr. Dầu gội đầu của chúng ta chủ yếu làm việc cho Sky Italia. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, nhà báo người Ý làm việc gần như là mọi ngày trong tuần để đưa đến những thông tin mới nhất đến người hâm mộ. Những thương vụ mà Fabrizio Romano đưa tin có thể kể đến như việc Christian Eriksen, Ashley Young, Gerson Fernandes hay là Pepe Reina, v.v. Tiếp theo cũng sẽ là một câu hỏi cực kỳ thú vị. Thế, quá trình mà Fabrizio Romano tiếp nhận thông tin và đưa nó đến khán giả như thế nào? Chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời. Đầu tiên, anh sẽ liên lạc với những người đại diện của các cầu thủ, những người nổi tiếng như chúng ta biết như là Kia Zorapkin, Mino Raiola hay là Jorge Mendes. Sau đó, đến lượt, ông sẽ liên lạc với giám đốc thể thao của các câu lạc bộ có liên quan đến một vụ chuyển nhượng bất kỳ. Rồi cuối cùng, ông gọi điện trực tiếp cho cầu thủ luôn. Đúng là mình chưa thấy nhà báo nào chơi lớn như Romano. Theo như chính Romano chia sẻ, thì thị trường mua bán cầu thủ của bóng đá ngày nay khác rất nhiều so với khoảng 5-6 năm về trước. Trong quá khứ, người đại diện của các cầu thủ không đóng một vai trò quan trọng như ngày nay, và các cầu thủ thường xuyên là những người đầu tiên biết được bến đỗ tiếp theo của mình là ở đâu. Nhưng ngày nay, người đại diện là một phần cực kỳ quan trọng trên thị trường chuyển nhượng. Còn các cầu thủ, trong nhiều trường hợp, thậm chí tới lúc mà họ đi chụp hình ra mắt thì họ mới biết mình sẽ đá cho câu lạc bộ nào. Vậy, một ngày hoạt động và làm việc của Fabrizio Romano diễn ra như thế nào? Đây là câu trả lời. Nhà báo người Ý của chúng ta ngủ một ngày từ 5 cho đến 6 tiếng đồng hồ. Thường là ông ngủ từ lúc 5 giờ sáng cho đến 10 giờ trưa. Sau đó, anh sẽ kè kè bên mình một chiếc điện thoại thông minh cho đến khi đi ngủ vào sáng ngày hôm sau. Milan được xem như là kinh đô của giới chuyển nhượng cầu thủ bởi vì đây có rất nhiều nhà hàng, khách sạn hàng đầu, nơi mà những người đại diện của các cầu thủ, các giám đốc thể thao hay thậm chí là các cầu thủ đến đây để hẹn hò mỗi ngày. Fabrizio Romano sẽ đi đến những địa điểm này để tìm những nguồn tin đáng tin cậy, hay nói một cách chính xác hơn là săn lùng những người có thể cho anh thông tin một cách chính xác nhất. Có thể là quản lý nhà hàng, có thể là bồi bàn, dĩ nhiên là không có bảo kê nhà hàng ở đây. Romano miêu tả công việc của anh giống như là đang đi chơi Pokemon Go. Có những ngày anh liên tục bắt gặp và thu phục được những con Pokemon rất đẹp và rất mạnh, nhưng có những ngày anh đi đến 9-10 tiếng đồng hồ chỉ để săn lùng Pokemon, nhưng lại không thu phục được bất kỳ thông tin nào cả. Fabrizio Romano có thể gọi đến 50 cú điện thoại mỗi ngày chỉ để dò la tin tức về những vụ chuyển nhượng nhiều khả năng sẽ xảy ra. Và đó là lý do vì sao anh lại nói chiếc điện thoại của mình giống như là vật bất ly thân. Lỡ một ngày mà điện thoại của Romano có bị hư, chắc chúng ta đã bỏ lỡ hàng tá những thương vụ chuyển nhượng hấp dẫn. Romano còn phải cập nhật thông tin lên Twitter có hơn 1 triệu người theo dõi của anh để người hâm mộ liên tục biết được chính xác những gì đang diễn ra trên chợ chuyển nhượng. Trong thời kỳ thế giới và đặc biệt là Italia đang phải hứng chịu những hậu quả nặng nề bởi dịch Covid-19, công việc của Fabrizio Romano, theo như chính nhà báo này chia sẻ, đã thay đổi rất nhiều, và thị trường chuyển nhượng cũng vậy. Anh không thể đến để gặp mặt trực tiếp những người đại diện, giám đốc thể thao hay những cầu thủ được nữa. Thị trường chuyển nhượng thì thay đổi hoàn toàn bởi tình hình tài chính của các câu lạc bộ lớn cũng bị ảnh hưởng. Theo Romano, nếu như không có Covid-19 thì gần như chắc chắn ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay, Juventus sẽ gửi một lời đề nghị trị giá 100 triệu euro để đưa Paul Pogba quay về. Nhưng dịch bệnh đã xảy ra, các câu lạc bộ mất tiền và thương vụ này cuối cùng bị hủy bỏ. Ở trong cái đoạn trước á, thì mình có nói là theo Fabrizio Romano thì ông nói là thị trường chuyển nhượng bóng đá ngày nay nó khác quá nhiều so với 5 hay 6 năm trước. Vậy cái điểm khác nhau đó là gì? Đây là câu trả lời. 9-10 năm về trước, các câu lạc bộ chỉ cần khoảng 1 tuần để lo liệu cho một thương vụ chuyển nhượng cầu thủ, kể cả đối với cầu thủ ngôi sao, con số đó cũng không bị ảnh hưởng. Bạn sẽ thấy những tin đồn về cầu thủ này sẽ chuyển đến câu lạc bộ mới trên các mặt báo, và bùm, 7 ngày sau, cầu thủ đó có mặt tại buổi họp báo ra mắt đội bóng mới.
Còn giờ đây, mỗi thương vụ sẽ tiêu tốn thời gian hơn rất nhiều, thông thường là từ 1 đến 2 tháng. Bởi vì sao? Theo Romano, những bên trung gian đóng một vai trò quan trọng trong thương vụ và họ là những người được trả tiền hoa hồng. Cũng theo nhà báo người Ý, trong thương vụ De Ligt chuyển từ Ajax đến Juventus, sau khi hai câu lạc bộ đã đồng ý mọi thỏa thuận, Juve và Ajax đã phải mất đến 1 tháng chỉ để dàn xếp với Mino Raiola, người đại diện đình đám mà trước đây Cả Bóng Đá đã có một bài video nói về ông. Nếu mà các bạn là những người mà chơi FIFA Manager, chơi FIFA Online, FIFA Offline hay thậm chí là chơi PES thì nó có những cái chế độ mà đá Master League, tức là các bạn được toàn quyền quản lý cái đội bóng của mình và dĩ nhiên qua mỗi mùa bóng các bạn đều muốn lao đầu vào thị trường chuyển nhượng để mang về cho mình những cầu thủ tốt nhất. Và ở ngoài đời thì cũng vậy thôi, cứ mỗi khi kỳ chuyển nhượng mùa đông hay mùa hè mở cửa là người hâm mộ lại ngóng chờ lên web mỗi ngày, lướt Twitter, lướt Facebook mỗi ngày để xem ai đi đâu về đâu. Vì sao nó lại hấp dẫn và khiến chúng ta tò mò đến như vậy? Theo Romano, thị trường chuyển nhượng không chỉ có drama liên tục xảy ra mà nó còn là nơi cho phép những giấc mơ thành sự thật. Giấc mơ đó không chỉ dành cho những đội bóng lớn như đội bóng tầm trung hay những đội bóng ở những hạng đấu thấp hơn. Giấc mơ đó là dành cho tất cả những fan hâm mộ trái bóng tròn trên khắp thế giới. Những drama sẽ giúp mọi người kết nối với nhau trên mạng xã hội, trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng để có thể tìm những thông tin chính xác nhất. Chính điều này, theo Romano, nó đã làm cho thị trường chuyển nhượng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Thị trường chuyển nhượng là một thế giới cực kỳ điên rồ, nó giống như một khu rừng, nơi mà mọi chuyện đều có thể xảy ra mỗi phút, mỗi ngày. Tìm hiểu về thị trường chuyển nhượng giống như bạn đang chơi một trận bóng đá vậy. Mỗi khi tôi có được tin tức về một vụ chuyển nhượng nào đó, tôi có cảm giác như mình vừa mới ghi được một bàn thắng, anh phát biểu. Và cũng bởi chính vì thị trường chuyển nhượng có quá nhiều drama như vậy, nên chúng ta cần một cái nguồn tin, một cái người để xác thực. Và người đó không ai khác là Fabrizio Romano, hay ở Việt Nam, ông nổi tiếng với tên là Mr. Dầu Gội Đầu. Bởi vì những thông tin được leak ra từ nhà báo người Ý này thì 99,99% đó là sự thật, chứ không như cảm Pele. Buồn quá. Nếu thích video này, hãy cho chúng mình một like và một đăng ký bên dưới. Đừng quên nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Cả Bóng Đá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.